được không nha. Hả? Tôi giờ khóc cũng được không sao đâu. Tại vì anh cắt ngắn rất là nhiều. Mạnh mẽ lắm không khóc đâu. Không nói mà. Hả? Không 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 không. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đâu. Nhưng mà không đủ đâu gì cả. Sao không? Tại vì con có những một lần bạn gái nó đem có những cái dầu mà đem đủ nhất là sẽ xả cho em lai cho. Sao không thể bắt đâu? Đúng nghe bà này đúng hợp luôn đó. Nguyên cái đầu nó rẻ đấy.